Ok và chào anh em nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái web mua bán ad tự động, đó chính là munitvip.com. Thì ở đây có rất nhiều ad để anh em thử vận may với ad Liên Minh và Liên Quân. Thì mình sẽ nạp cạc vô trước xong tính gì tính nha anh em. Mình sẽ nạp cạc Viettel nha, 50k để mua cho anh em xem thử. Đấy, anh em nạp xong anh em bấm vô chỗ vận may Liên Minh Huyền Thoại này để mua nha anh em. Mình sẽ mua thử một cái ad nào đó, thử cái vận may của mình là như thế nào. Ok, à mã số 8515 nha. Anh em bấm mua online, anh em bấm mua tài khoản này. Rồi nó sẽ hiện mật khẩu và tài khoản cho anh em. Rồi mình đăng nhập vào nhé anh em ơi. Ok, như anh em thấy là mình đã đăng nhập thành công rồi anh em. Ad này là cấp 171 anh em ơi, trang phục thì đầu đen 256 cái rally. Wow. Wow, hơi bị kinh đó nha. Ok, nhưng em có thể thấy là rất nhiều trang phục hiếm nhưng mà đỏ anh em. Đấy, phê chưa? Ok, răng gì đây? Chúng ta có răng bạc nhưng mà không sao, skin nhiều là được. Ok, giờ mình sẽ tiếp tục thử vận may với ạc liên quân nha anh em. Đấy, mà anh em bấm vào vận quay liên quân, vận may liên quân xong rồi anh em mua nha. Đấy, một ạc chỉ có giá 9k thôi. Anh em có thể thử vận may của mình với cái shop ạc này munitvip.com nha. Mình sẽ mua cái mã số 3935 này. Đấy, cách tương tự giống như mua ạc liên minh thôi em. Ok, mình sẽ đăng nhập thử nha. Đây là cái phần mềm dễ lập ở trên máy tính thì anh em có thể đăng nhập ở trên điện thoại cũng được nhé. Đấy, mình sẽ đăng nhập thử. Ok, bắt đầu nào. Thử ạc này có cái gì đây? Không biết tích đức của mình đã đủ nhiều chưa. Nếu mà được ạc ngon thì quá hời rồi em. Xem nào. Wow, 64 tướng 83 skin. Ạc này hơi kinh đó nha. Wow. Trời ơi, tướng như thế này thì em chơi tới 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 Tết luôn cũng chưa hết tướng nữa. Hello anh em nha và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình là BuildSugar đây và chào mừng anh em đã quay trở lại với cái series mà BuildSugar đến thường và cùng một địa vị với anh em nào. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với cái series đó và cùng với tướng Yasuo này. Ủi hay, ôi xỉm hay. Và là một cái thử thách phải nói là rất là dị luôn em, đó chính là thử thách Yasuo fit 5 mạng lúc đầu game. Đấy, thì lúc đầu mình quên quay nên fit trước mạng rồi anh em. Sorry nhiều. Bây giờ mình sẽ fix tiếp tục 4 mạng còn lại đó anh em. Fix đủ 5 mạng rồi mình mới đánh tiếp nha. Đấy. Nhưng mà phải anh em có phải có các kỹ thuật fix cho anh em. Anh em phải vừa farm vừa fix. Đó, level 2 nè. Giờ mình ra fix nè anh em. Anh em cứ bình tĩnh, anh em cứ bình tĩnh. Đó, giờ ra fix nè. Đấy. Chúng ta fix nhưng mà chúng ta đừng để quá thọt. Tại vì khi mà fix xong thì thọt quá rồi cũng bốc xích luôn á anh em. Ok, 2 mạng rồi. Còn 3 mạng nữa thôi là chúng ta sẽ quay lại cái trận đấu này và cố gắng đầu đen mày phải nói là xanh trở lại. Tại vì pick 5 mạng anh em thì kiểu như là team nó xanh vải đái, còn mình phải nói là thọt vào lờ luôn rồi. Thì nếu như anh em có cái ý kiến yêu cầu hoặc là cái ý tưởng nào thử thách nào hay hoặc là gì ok thì anh em đừng qua bình luận ở phía dưới nha anh em ơi. Mình sẽ xem xét từng ý kiến của anh em để mình làm nha. Cái nào thật sự hay, có ý tưởng độc đáo các kiểu thì mình sẽ làm nha anh em ơi. Ok. Cái thử thách Yasuo fit 5 mạng này là mình lấy từ một bạn đã comment anh em. Bạn đó comment là fit 10 mạng. Nhưng mà thôi mình nghĩ là fit 10 mạng thì đậu đen mày nó hơi bị căng á anh em, fit 10 mạng xong là thua game luôn á. Nên mình quyết định đậu đen mày giảm cái độ khó nó xuống còn 3 mạng thôi nha. Ok, alo còn 5 mạng thôi nha. Fit được 3 mạng rồi. Tiếp tục nào. Fit gì là tem chửi chắc luôn á anh em. Luôn tem chửi chắc luôn. Nhưng mà anh em biết gì không? Mình đã mu rồi anh em, mình đã mu rồi, mình đã mu tên nó rồi, mình đã chặn chat nó rồi nên sẽ không có cái chuyện mà đậu đen mày nó chửi được mình. Để anh em chơi thì nếu mà bị lan quá, bị đồng đội đậu đen mày sầm linh quá nhiều trong một trận đấu á thì nó có thể đậu đen mày cấm chat nó luôn nha, cấm binh nó luôn đó. Mình đã cấm rồi chúng nó, đậu đen mày không bao giờ có thể chửi được mình nữa anh em, là người ta gọi là 200 IQ đó. Thích cỡ nào nhưng mà team vẫn không chửi, quá tuyệt vời. Đấy, anh em cứ bình tĩnh, mình hưởng thêm vài con creep nữa anh em. Đấy, chúng ta phải hưởng ép thêm vài con creep nữa. Đấy, ăn được con xe rồi, ngon rồi, phích tiếp thôi.
Ok, giết tao lẹ nè. Rồi ok, nice to. Về đi, rừng nó xuống à. Đầu đen mày đã phích rồi nha, rừng nó còn xuống nó cam nữa thì thôi á. Ok, tiếp tục nào đem một mạng thôi. Một mạng nữa thôi là chúng ta sẽ quay trở lại với cái Yasuo của Bill Sagi. Và nếu như anh em thích cái video này thì anh em đừng quên để lại cho mình một like ủng hộ cho mình nhé anh em ơi, cũng như là hãy đăng ký, cũng như là chia sẻ video giúp mình nha. Phải băng trụ nên rớt vẫn còn sống, quá ghê, quá kinh, quá kinh. Mình vẫn không thể tin được là mình phích 4 mạng rồi mà tổng team của team nó ăn mới chỉ là 6 mạng thôi, vừa mới ăn được lên 6 mạng luôn đó. Mình đầu đen mà riêng mình là phích 4 mạng rồi đó đẹp. Một mạng thôi, bót chúng nó đâu rồi, ra lẹ lẹ đã anh phích nào. Chưa bao giờ mình cảm thấy mà mình phích mà mình vui như vậy anh em. Chưa bao giờ cảm thấy mà mình phích mà mình lại có ích đến như vậy anh em. Tại vì mình đang quay video cho anh em xem. Nên anh em đừng tiếc một like, like để ủng hộ mình nha anh em. Mình có động lực mình làm tiếp đó. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi chúng ta bóc lớp trụ anh em. Thọt nhưng mà đừng thọt quá là được. Phích nhưng mà đừng thọt là được anh em. Tại vì chơi Yasuo thì nếu mà mình thọt thì mình farm thì mình vẫn stun được anh em. Mình vẫn quẩy được như bình thường đấy. Ok, 160 đồng nha, rồi phích tiếp mạng nào, phích tiếp mạng nào. Đánh tao đi. Rồi, ok, 5 mạng nha. Ok anh em, chúng ta đã đầu tiên mày hoàn thành được cái thử thách rồi. Giờ mới đến là phần chính này anh em. Làm sao để sanh lại khi mà phích 5 mạng. Vãi đái không. Riêng thằng AD đó là mình phích 4 mạng đó anh em. Riêng thằng AD đó mình phích 4 mạng đó. Nên giờ muốn sanh lại được cũng hơi khó nhưng mà không sao. Đi support cho Blitz thì khá là chuẩn bài anh em, có hất tung được các kiểu nên không sợ lo thiếu CC. Kéo này lại đánh bằng cất à. 05 rồi, nếu như anh em muốn mình tiếp tục làm những series fit như vậy nữa và những cái clip gì hơn nữa, giống như là Yasuo fit 010 xong rồi đánh anh em. Cái này là 05 thôi, cái này là còn khá là easy đó, chừng nào nếu mà anh em thích đó, mình làm clip fit 010 luôn, nếu mà video này đạt lượt like nhiều nhé. Thank you anh em. Ok giờ farm đàng hoàng bình thường thôi. Cái gì muốn đánh không? Tụi mày muốn đánh à? Xúc nó luôn anh em. Đấy. Mặc dù đậu đen mày fix 05 nhưng mà vẫn có đôi giày để chơi nên mà không sao. Ok, đại sư. Kiểu chuẩn quá, đại sư hay quá. Chạy đâu? Chạy đâu? Ok, xin nha, 700 đồng. Ok, chết được rồi, không sao, không sao. Chúng ta có một cái chiến thuật phải nói là nuôi để thịt anh em. Nuôi để thịt, ok. Phích cho nó đủ rồi, đó giết một mạng là được 750 luôn. Như là gỡ gạt lại tất cả lúc đầu game giờ rồi. Quá phê. Và là anh em biết gì không anh em, khi mà mình phích nó nhiều quá cực. Bên nó là kiểu như là khinh địch đó anh em. Nó khinh yếu sức mạnh của mình, xong rồi kiểu như mình phích nó nhiều quá nó không có thèm farm nữa anh em. Nên như là tác động về yếu tố tâm lý của team bạn đó, chiến thuật cả. Chúng ta có chiến thuật trong cái chúng ta có hai chiến thuật trong cái video này, đó chính là đầu đen mày nuôi để thịt. Hay kiểu chuẩn đó nhờ. Xong rồi. Ok. Chạy đi đâu. Xin các bạn nào. Thằng này cũng nhiều tiền lắm anh em. Ok, 450 luôn. Ý mày sao, áo mày si nè. Nhảy đâu hay. Ok. Wow. Đúng là đi với Blitz đầu đen mày đúng là cặp trời sinh luôn anh em. Quá phê luôn. Đấy. Phích đầu đen mày 5 mạng, combo thêm 1 mạng nữa, vẫn xanh. Ý, rừng đó nè, giết rừng luôn. Chứ mày quên rồi, đã cứu này rồi anh em, không sao, chúng ta vẫn đang áp dụng cái chiến thuật đầu đen mày nuôi để thịt. Ok, thằng này nuôi chưa tới anh em, nó vẫn còn khá là ốm yếu. Bóc thêm lớp trụ nữa xong về nè, một lớp thôi. Ok, về nhá. Anh ơi, bỏ thèm anh ơi. Anh không thèm là anh đánh anh luôn á. Thèm đi anh ơi. Anh mà rồi em nữa là em quay lại em xúc anh luôn đó nha. Em nói anh biết rồi đó. Rồi, xong mày rồi con ơi. Mày vẫn còn muốn đánh tao. Tao xúc mày luôn. Để ke chai đem miêu tao xuống rồi. Con trai à. Ok. Bạn ơi, ghiền lắm. Đó anh em. Anh em biết cái gì không, mình đã đánh vào cái tâm lý của nó anh em. Nó tưởng mình rất là yếu này mà. Nó tưởng mình rất là yếu. Nhưng mà thật ra đầu đen mình xanh vải cứng. 5 mạng luôn kìa. Chúng ta đầu đen mày đã quay trở lại trận đấu rồi. Quá thơm.
Ủa nói trong này anh em, thằng Raven trong đây nè, mày làm gì lạc trong rừng tao. Mình thu nó hai level anh em ơi, nhưng mà không sao, không sao, chém được. Vẫn chém được. Đầu đen mày, hay. Nói sự. Ok. Rượt luôn, rượt luôn, rượt luôn. Mình có tốc chạy nhanh lắm. Về xin nha. Ủa Raven đi đâu mày lạc ở trong rừng mình thế nhờ. Chạy hiểu luôn. What the fuck. Đánh nè, con ti nè, con ti nè. Ui, ui, ui. Tỉnh nào, lóc nè. Bay vào phải đó là mình chết anh em. Tại vì đâu thì lớn nó còn ti đó. Bay vào nó sốc tay vào đây mày cũng hơi bị kin. Ta lùi vào tí rồi. Kiểu hụt rồi thì bỏ rồi, bỏ. Ui. Ui thằng này hổ báo đấy nha. Muốn chơi à. Hổ báo kéo chồm à. Đền mạng liền thằng này luôn. Đánh nó luôn anh em. Cứu mình, cứu mình. Ok, ui thì đốt chết. Nhục chưa. Mà không sao, à, hi, 8 mạng, xin nha. Hên được một cái là trận này team mình nó cũng hơi được xanh xanh anh em. Nó cũng hơi xanh xanh. Vì nếu mà mình chơi cái đầu đen mày đồ dị này cùng với lối lên đồ fit này mà team mình nó còn fit nữa thì thôi, với xác định trận này luôn anh em. Nhưng mà hên quá, team mình trận này khá là ok. Này đầu đen mày, các bao thịt à. Các bao thịt à, chết liền anh em. Ok, lóc hụt rồi. Né cái nhẹ liền. Băng trụ nè, băng trụ nè. Băng trụ nè. Ui, nuột chưa, nuột chưa. Combo đầu điên mày. Quá thơm, quá thơm. 10 mạng rồi anh em. Không hiểu sao mà kiểu như là mình phích. Ôi. Cái gì vậy, cái gì đây, căng đấy nhờ, căng đấy nhờ. Tóc biến luôn, tóc biến luôn. Ok, né cái R, rồi xong rồi. Đầu điên mày, đầu điên mày. Ui, không chết kìa. Ok, đã được ca hỗ trợ. Chạy đi. Ủa, nó quýnh luôn rồi anh em. Ok anh em, nếu mà anh em nếu mình muốn tiếp tục làm những cái video kiểu gì vậy đó là fit anh em mà xong rồi đánh lại bình thường thì anh em đừng qua bình luận ở phía dưới nhé. Đây chỉ là fit 5 mạng thôi, nếu mà anh em thích fit 10 mạng thì mình chiều anh em luôn. Thích thì nhích luôn, nếu mà anh em ủng hộ thôi nha. Nếu mà anh em ủng hộ cái đầu đen mày, cái series này nhiều. Đó, đó là chính là đầu đen mày, cái chiến thuật đầu đen mày. Fit nuôi sống thịt anh em. Đấy. Mình fix 010 nhưng mà có vẻ như kiểu như là fix 010 thì mình cái đồng tiền, cái giá tiền của cái mạng mình thì đội điên mày nó ít sỉnh à, không biết làm chiến thịt nuôi đã thịt được không nữa. 05 là mình thấy quá chuẩn rồi, nhưng mà nếu anh em thích 010 thì mình tiếp tục mình fix cho anh em xem luôn. Jesus fix 010 gánh tem. Lần này chỉ là 05 thôi. Ok, nice, tăng cho mình luôn. Nice. Tuyệt vời quá, tuyệt vời quá. Mày mà đi với Blitz đó anh em. Có hất tung các kiểu, các kiểu. Băng chủ giết luôn hả? Băng chủ giết không? Nice. Blitz đây kéo chủng đó nhờ. Hay. Ok, thơm rồi, ngọt nước rồi. 12 mạng ở đây, 12 mạng. Xanh lại là không dễ. Nhưng mà Yesu thì rất là dễ. Nếu mà mình fit kiểu như là mấy cái con yếu yếu anh em thì fit một cái là fit luôn nha. Còn Yesu là trường hợp đặc biệt đón của chúng ta nè. Dù fit cỡ nào vẫn thắng. Đó là cái chính là cái truyền thuyết rồi. Đó chính là cái truyền thuyết của đón rồi em. Fit cỡ nào là vẫn thắng được. Ui hắc não các kiểu à. Ok xin nha. Chết không? Không chết. May mà có cái hộ vệ của Blitz anh em thôi là mình lên bảng đếm số rồi. Kiểu sao trận này team mình xanh đó nhờ anh em, không hiểu luôn. Tự nhiên mà mình fit team mình là vẫn xanh ta. Ước gì team mình đội đen mình fit team mình một chút thôi để cho mình thể hiện nha. Trận này team mình xanh quá anh em. Thằng này cũng xanh nhường đó cả. Đánh gắn support mình nó cũng xanh mà. Tại nó đi hit mạng với mình anh em. Nên giờ nó xanh vải đái luôn á. Mình với nó đi giết mạng rồi mình chia mạng các kiểu á. Xong rồi nó được mạng hỗ trợ anh em. Giờ nó cũng xanh vải đái luôn. Uầy. Mày tem mình xanh thế. Càng quét tem nó kìa. Phải đái thì. Anh em đánh cứ bình tĩnh nào. Đánh đỡ win à. Đừng có bê trù đâu đi mà các kiểu chứ. Ủa, ok ok nice. Đúng rồi tem ơi, đúng rồi tem ơi. Chết bớt đi. Anh Yesu là còn chưa thể hiện à. Em đánh gắt quá. Nó kìa, nó kìa, nó kìa, nó kìa. Xin nhảy cái chuối nè, xin nhảy cái chuối nè. Chuối này ăn được anh em, chuối này xúc được.
Ok. April nè. Rồi nha, xin nha, thằng này luôn. Ok, double kill, easy. Draven nữa mày. Mười lăm mẹ anh em đó, từ khi fix xong là chúng ta cứ như là lột xác anh em, chúng ta là có một bộ mặt hoàn toàn mới với con Yasuo này. Lúc đầu team bạn cứ tưởng là fix là mình đánh đầu đen mày gà vải đái, team bạn cứ tưởng là lúc đầu là chọn hồi trận này Yasuo chôn mẹ rồi, cho nên thắng rồi, mà không ngờ gặp đúng đầu đen mày Bill Sergi đang quay video. Fix thôi, đó chỉ là một trong những chiến thuật đề ra thôi anh em. Thằng này nó mới level 9 à, phải đá gì, này fix bao nhiêu mạng mà đầu đi mà level 9 luôn vậy, 06 à, phải lìn 06 hay 07 gì đó. Bắn mình đi bạn ơi, bắn mình đi bạn ơi, đúng rồi, bắn mình đi. Bắn nhiều vào, bắn được nhiều bắn đi trước khi mày chết. Come on. Bắn mình nè, cho bắn này, cho bắn này, cho bắn này. Bắn đi, lên. Rồi, bắn đẻ chưa, Mày. Cho Domi nó gõ như con á, phải lên thiệt. Hồ nó thải sư dễ lắm rồi má, chơi để win à. What the fuck. Ước gì có thể ngăn lại được con sư dễ đó hơn em. Ui à, xém chết. Holy shit. 16 xác anh em, chúng ta đã quay trở lại trận đấu rồi, phút 19 chúng ta ăn được 16 xác, đây là mình chắp lên 5 mạng lúc đầu game rồi nha. Ok anh em, chúng ta, ủa cái gì đây, cho mình chơi với anh em. Mình vừa mới định nói là đầu đen mà giờ đi đổi xác tên bạn, mà cái gì tên bạn chưa kịp làm gì mà chết hết luôn vậy. Chết ba mạng rồi, giờ còn ai để giết đây anh em. Còn Draven đầu đen mà fix 09 kìa. Thằng Draven này làm clip chấp vậy, chấp tem mình đầu đen mà 9 mạng luôn. Ok, thơm nha, xin này là luôn nào. Ok nha, win luôn à, phải đái. Chỉ mày luôn nè. 18 xác ở phút thứ 20 anh em. Ok, về GG nha, và tại vì đây em về gặp lại anh em vào đằng sau. Bye bye.